lòng ai thương nhớ vô biên. Anh thương ngày đó em nhìn anh mắt hoen sầu, không nói nên câu ra. Giới thiệu với tất cả anh em, đây là chiếc bơm bóc cassette căn bản nhất của Toshiba, nhưng đây là phiên bản sản xuất vào năm 1983 và đây là xuất cho thị trường châu Âu nha tất cả anh em. Nano ra em nó sử dụng điện 230V đến 240V, rất là dễ sử dụng. Thường thì radio tất cả những con đài châu đều là full 108 hết. Vì sao em nói chứ đây là chiếc bơm bóc căn bản nhất, tại vì cái thao tác của nó rất là dễ sử dụng và nó không có nhiều chức năng. Nè, chúng ta chỉ có một cái phần tông, ba lăng, volume và chơi được 6-5 kênh radio. Đồng thời là chúng ta các phím rất là to để sử dụng cái băng cassette này. Em này không sử dụng loa chép mà sử dụng cái loa bass thôi, và bass này là bass mũi nhôm. Đâm ra cái chất âm của nó rất là sáng. Đây, mắc in ra băng ha, và sản xuất này, anh em thấy không, 220V 240V nè. Ok, bây giờ em sẽ cho anh em nghe cái chất âm của em đó. Đêm buồn còn rất là mới luôn ha. Đồng xám đen chia sẻ. Thì những ngày đầu năm các chị em cũng là rất là phấn khởi, mà cái vui nhất là các chị em đã làm xuyên Tết, cũng đã góp được một phần giữ gìn cho bộ mặt thành phố luôn được sạch đẹp. Thì những ngày đầu năm thì bây giờ ok, xin cảm ơn tất cả anh em đã chú ý nghe và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video clip theo. Nếu thích clip này, hãy like, subscribe, đăng ký kênh YouTube của LB Audio để có thể cập nhật những cái sản phẩm mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ạ. Yeah.